chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Thể theo lời yêu cầu của một bạn rất là thích ăn mì trộn đã comment ở bên dưới, thì lần trước Dâu cũng đã làm món mì trộn sốt Thái rồi đúng không? Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm món mì trộn sốt cay, chuẩn vị Việt Nam luôn nha mọi người. Đáng lẽ món này là chuẩn vị Hàn mới đúng, nhưng mà toàn bộ đồ dùng mình sử dụng đều là của Việt Nam hết, cho nên là mình sẽ làm món này theo chuẩn vị Việt Nam luôn. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có rau ghém, xà lách, hành tây, dưa leo, rau thơm mình đều sắc nhuyễn hết nha mọi người. Mì gói thì mình dùng 2 giáp nha. Thịt bò, một ít nước cốt tắc, một ít tỏi băm, một ít mè để mình trang trí nha mọi người. Nước sốt của chúng ta sẽ gồm một ít dầu hào, dầu hào này mình dùng của Maggi, một ít tương ớt chili mít, một ít nước tương và một ít gia vị nêm nếm khác nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Tỏi á, nếu mà bạn nào thích ăn sống á, thì bạn đó có thể trộn vô mì ăn luôn, không cần phải nấu nướng gì hết. Nhưng mà mình không thích ăn sống thì mình sẽ đem đi phi nha mọi người. Tỏi sau khi phi xong thì mình còn chừa lại một ít dầu ăn để mình xào thịt bò luôn nha mọi người. Nếu mà mọi người không có thịt bò thì mọi người có thể thay thế bằng trứng hoặc là thịt heo, hoặc là ăn với xúc xích đều được hết nha. Sau khi nguyên liệu đã sơ chế xong xuôi thì bây giờ mình sẽ làm nước sốt nha mọi người. Trước tiên chúng ta sẽ bỏ một ít nước tương. Mình sẽ bỏ khoảng một giá nước tương nha mọi người. Mình sẽ bỏ tiếp một ít tương ớt. Một ít dầu hào. Chén nước cốt tắc. Một muỗng đường. Một ít dầu mè. Một ít tỏi phi. Vậy là xong rồi nha mọi người, vậy là chúng ta đã có một tô nước sốt rồi nè. Nếu mà bạn nào thấy tương ớt Việt Nam nó không cay thì mọi người có thể thay thế bằng tương ớt Hàn Quốc nha, hoặc là có thể bỏ thêm ớt sắt vô cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn mì nha mọi người, trước tiên bỏ mì vào trộn trước nhé. Mình sẽ rưới khoảng một muỗng nước sốt và trộn đều mì. Tiếp theo thì mình sẽ đổ hết rau vào nha. Mọi người nhớ rưới thêm một muỗng nước sốt cho rau nó thấm đều luôn nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ bỏ thịt bò vào. Trộn đều như vậy thì chúng ta đã hoàn thành rồi nha mọi người. Mì sau khi đã trộn xong, bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa và trang trí nha mọi người. Mình sẽ rưới thêm một ít nước sốt lên trên mặt cho nó đẹp nha. Và rắc một ít mè. Ta-da! Vậy là món mì trộn sốt cay chuẩn vị Việt Nam của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Vậy là chúng ta có thêm món mì trộn thứ hai thêm vào list mì trộn của mình rồi đúng không nè. Mình rất là cảm ơn mọi người, tất cả những bạn nào mà comment đóng góp ý kiến cho mình nha. Mình rất là quý những cái comment đó luôn á. Chúc mọi người thành công với món này nha.
Nếu mọi người thích video này đừng quên like, share, subscribe ủng hộ kênh YouTube cho mình nhé. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo. Nếu mọi người có muốn yêu cầu mình nấu món gì thì comment bên dưới giúp mình nha.